Xin chào cả nhà, chúc mừng năm mới. Ngày mùng 2 Tết nói câu chuyện về cổ phục, về văn hóa. Cái vạt áo phía bên trái sẽ ở trên vạt áo bên phải. Ngược lại thì nó là cách áo mặc cho người chết. Em đi du học Đức cuối cùng lại nhận ra tình yêu với phương Đông. Cái chữ bản sắc Việt đối với em nó có điều gì mới không? Đâu là cái thuần Việt khi mà chúng ta đang sống giữa một thế giới mà mọi văn hóa nó đều giao nhau? Thế nào là người Việt? Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Đây là bài viết đặt mục tiêu cho năm mới, thất bại là từ đâu của tác giả Định Vũ. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Năm 2021 đã qua, có lẽ đây cũng là lúc để ôn lại xem những mục tiêu mà mọi người đã đề ra cho năm qua đã đạt được đến đâu. Và từ đó có thể đặt ra cho mình những mục tiêu mới cho năm 2022. Tất nhiên, việc làm này bao giờ cũng đem lại những sự hứng khởi nhất định. Và với kinh nghiệm của một kẻ rất nhiều lần thất bại trong việc đạt mục tiêu, xin chia sẻ cùng các bạn một số điều tâm đắc sau. Rất nhiều người trong số chúng ta biết đến công thức 1,01 mũ 365 bằng 37,8 và 0,99 mũ 365 bằng 0,03. Và ý nghĩa ẩn dụ của nó về việc tiến bộ mỗi ngày 1% thì qua một năm bạn sẽ có được sự bứt phá như nào so với người thụt lùi mỗi ngày 1%. Hãy khoan nói về việc thụt lùi, bản thân con số 37,8 đã đủ sức hấp dẫn chúng ta kể cả khi là so với một mũ 365, tức là bạn vẫn là chính bạn của một năm trước. Tuy nhiên, có một điều mà dựa vào tính toán có thể thấy được như sau. 1,01 mũ 11 trừ 1,01 mũ 10 thì bằng 0,011. 1,01 mũ 21 trừ 1,01 mũ 20 thì bằng 0,012. 1,01 mũ 91 trừ 1,01 mũ 90 thì bằng 0,024. 1,01 mũ 181 trừ 1,01 mũ 180 thì bằng 0,06. Rõ ràng, càng về sau, việc phải cố gắng hơn 1% so với ngày hôm trước là rất mệt mỏi. Sau 6 tháng phải cố gắng hơn 6 lần so với những ngày đầu. Một ví dụ xảy ra đối với mình là khi chạy bộ. Khi dễ dàng đạt được mục tiêu chạy 10 km, mình đã nghĩ là cứ mỗi tuần mình sẽ tăng 10% km, tức là chỉ sau khoảng 2 tháng thì mình sẽ chạy lên được 21 km. Những tuần đầu tiên khi chỉ cố từ 10 lên 11 và 11 lên 12 thì khá là ok. Nhưng mà khi chạy đến 15 km hết sạch sức thì việc cố lên đến 16,5 km là điều cực kỳ mệt mỏi và đôi lúc nó khiến mình cáu gắt. Những lúc như thế lại nghĩ rằng thôi, 15 km là đạt mục tiêu của mình rồi. Câu chuyện của việc học từ mới, đọc một vài trang sách mỗi ngày, giảm cân cũng sẽ tương tự, nhất là đối với những ai đặt ra mục tiêu cố hơn so với những ngày hôm trước. Chính vì thế, rất nhiều người trong số chúng ta chỉ cố gắng được như vậy trong một thời gian không dài. Tất nhiên, điều đó không phải là không tốt, nhưng mà rõ ràng nên đặt mục tiêu khi lượng rõ sức mình. Ý thứ hai của mình có mối tương quan khá là chặt chẽ với ý số 1, ấy là khi mà đặt mục tiêu cần làm rõ cái giá phải trả là gì. Và chúng ta có sẵn sàng chịu đựng cái giá ấy không? Bạn muốn tập gym cho khỏe, vậy bạn sẽ hy sinh thời gian qua việc gì? Dậy sớm ư? Hay là phải bỏ một tiếng lướt Facebook tối hôm trước để sáng hôm sau dậy sớm? Bạn muốn học ACCA để apply vào Big Four? Bạn có sẵn sàng bỏ đi chơi với gấu hay là có sẵn sàng mất 1 đến 2 đợt đi chơi xa trong năm với lũ bạn không? Rất nhiều người trong số chúng ta điềm nhiên thêm một đống mục tiêu, xong rồi nhận ra là không sẵn sàng trả giá cho nó. Đăng ký cả một năm ở phòng tập hoặc là đăng ký một giải chạy, xong rồi sáng hôm sau, chuông báo thức reo thì lại tìm đủ mọi cách để chứng minh là việc đi tập hay là đi chạy không có ích bằng ngủ nướng thêm một tí. Hãy cẩn thận với các mục tiêu, càng hoành tráng thì con đường càng đau khổ. Bạn còn nhớ những câu này của ai không? Trong đầu mình luôn tâm niệm rằng muốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác mà không ai chịu được.
Chính xác, của Sơn Tùng MTP. Ý thứ ba thì không hẳn là việc của đặt mục tiêu năm mới, mà còn đúng cả với việc hẹn hò hàng ngày. Câu mình thường xuyên nghe bạn bè, đồng nghiệp và kể cả người thân nói đó là: bao giờ qua tao chơi nhá? Hôm nào đi cà phê anh em hàn huyên? Vấn đề là bao giờ, cụ thể là bao giờ? Tại sao không là thứ bảy tuần này rảnh không? Tầm 2 đến 3 giờ chiều tao chạy qua đi đón cà phê. Tương tự như vậy đối với việc đặt mục tiêu. Năm sau chị đi tập lái xe đấy, một bà chị tôi trong lúc cao hứng nghĩ ra. Nếu đó chỉ là một phút ngẫu hứng thì ok. Nhưng mà nếu là một mục tiêu rõ ràng, tại sao không là qua đợt báo cáo tài chính tháng 3 năm sau, tháng 4 chị sẽ đăng ký học lái xe. Trong việc đặt mục tiêu, những thứ rõ ràng, cụ thể thì chắc chắn sẽ có khả năng đạt được cao hơn. Ngày tháng đẹp không quyết định việc đạt mục tiêu dễ hơn. Mày ơi, tao thấy rồi, phải tập gym thì người mới đẹp mới khỏe lên được. Tao quyết tâm vụ này rồi đấy, đợt này ốm yếu quá. Đăng ký luôn đi, chỗ phòng tập XYZ này tao thấy được đấy. Cơ mà thôi, để qua Tết Dương đi rồi bắt đầu nhá. Sao mày bảo là mày quyết tâm rồi cơ mà, chờ đến lúc đấy á, cơ mà còn phải 2 tuần nữa. Thì tao lấy mốc mùng 1 tháng 1 cho nó đẹp. Tao sợ tới lúc đấy á, cơ mà mày đổi mục tiêu khác rồi đấy. Cái loại 2 tuần đổi mục tiêu một lần ạ. Mình đã từng gặp phải kiểu như vậy. Học tiếng Anh, chờ đến tuổi mới. Viết nhật ký, chọn ngày đẹp để bắt đầu. Chả thấy cảm hứng đâu, chỉ thấy tới lúc đó thì tụt mất cái quyết tâm và dự định ban đầu rồi. Cho nên là ấy, khi mà bạn có mục tiêu, dự định thì hãy bắt tay vào làm luôn. Đó là cái cách để bạn phát hiện và đánh giá xem cái bạn đang thích, đang muốn có thực sự là bạn muốn không. Khi bạn muốn thì bạn sẽ tìm cách, còn khi mà bạn không thực sự muốn, bạn chỉ tìm lý do thôi. Cuối cùng là hãy duy trì những người cùng mục đích, cùng quan điểm với bạn. Bạn muốn giảm cân mà ở quanh thì toàn lũ ăn mãi chả béo. Xong rồi bạn nghĩ mình phải quyết tâm lên, cố lên. Thì mình nghĩ là khó mà thành công được. Vì nói thật là bản thân chúng ta tự bao biện cho mình giỏi lắm. Việc nhìn những người xung quanh cùng mục đích với mình, họ cố gắng và mình cũng phải cố gắng, sẽ khiến bạn cảm thấy dễ dàng hơn. Bản thân mình khi bắt đầu chạy lại, mình ở trong một group mà ngày nào cũng thấy 20-30 người post thành tích của họ lên, dù là 3-4 km hay là 10-15 km, thấy hứng khởi để dậy chạy hẳn. Trên đây là 5 kinh nghiệm xương máu của vô vàn lần mình thất bại trong đủ thứ chuyện: học tiếng Anh, tập gym, chạy marathon, học đàn, coach, đọc sách, đá bóng, yoga, vân vân. Sợi dây kinh nghiệm quả là dài, rút mãi mà chẳng hết. Nhưng chừng nào còn biết được mình sai ở đâu để mà tránh là một điều tiến bộ rồi. Và cũng may mắn rằng có biết mình còn yếu kém vậy là điều giúp cho mình khiêm tốn hơn. Và vì khiêm tốn hơn nên học được nhiều điều hơn nữa. Chúc các bạn và cả Spider Room cùng đạt các mục tiêu và sẽ cất cánh trong năm 2022. Hãy thử comment một vài dự định của bạn năm sau và một năm nữa cùng nhìn lại xem là có đạt được không nhé. Nhớ 5 điều trên đấy! Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này và mình chúc các bạn sẽ đạt được thật nhiều mục tiêu trong năm mới nhé. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!